Mới nghe nói cái công viên 500 tỷ nữa vậy, hôm nay nó vắng dữ lắm. Do người ta sợ dịch á, nên là cái chỗ đông người này nọ đó, ta cũng ngại ra đây ha. Nếu như người nghèo thì xài khẩu trang loại nghèo, khẩu trang vải, người giàu có lẽ là họ xài cái khẩu trang ở nước ngoài nhập về á vậy. Ở đây có cái bệnh viện đó nè, bệnh viện cho người giàu, bệnh viện quốc tế Vinmec Central Park, không biết làm sao ha. Nhưng mà giàu cũng khóc dịch bệnh mà. Đó, xin mến chào chú anh chị ha. Nay nhã đi khu nhà giàu, khu nhà giàu lên mặt 81. Bây giờ là khu nhà giàu nhất của Sài Gòn đó vậy. Ngày xưa có phú quý hơn ha. Bây giờ lên mặt 81. Nó nhả đi để mà ghi hình cho cô chú chị xem cái cảnh khu lên mặt 81 rồi mà có dịch corona tới á, thì những người giàu á họ như thế nào ha. Chuẩn bị hay là họ có sợ có đeo khẩu trang này nọ hay không. Rồi mời quý vị cùng đi thanh nhãn nha. Hiện tại nó đang chạy trên cái con đường là Nguyễn Hữu Cảnh. Rất là giàu luôn. Trên cái đường này nó về có rất là nhiều nhà cao đẹp quan trọng ha. Những người giàu có thích ở bên ven, không cần phải ngay chợ trung tâm chợ Bến Thành này, ở xa xa chút xíu. 10 phút lái xe vào là ok đó vậy. Thấy không? Không cảnh. Rồi, cái khu nhà giàu đây. Đó hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem ha, là cảnh Sài Gòn đầu năm, nhưng mà không may mắn là có cái mùa dịch tới nên là đường phố có vẻ là nó vắng hơn ngày thường ha. Và những cái khu khác đã vắng rồi, không biết cái trong cái khu nhà giàu á cái kiểu của người ta như thế nào ha. Tôi vào trong nó thử coi. Rất là nhiều nhà cao sang trọng ha. Ở chỗ này đó về thấy không, rất là nhiều luôn. Giải hả, có một căn mà giải cái khu này người ta gọi là Landmark 81 đó vậy, của cái tập đoàn Vingroup ha. Cũng giống như là biểu tượng của họ vậy đó, đây rất là dữ. Nghe nói những cái căn hộ bên trong đó thì giá là bạc tỷ đó ha, 5-7 tỷ gì đó. Hai cầu Sài Gòn. Cầu Thủ Thiêm. Taxi này nó cũng đeo khẩu trang y tế luôn.
Với vẫn anh leo khẩu trang cái loại N95 hay là 3M đó, cái đủ tốt hay là không, bởi vì nghe nói tình hình khẩu trang ở Sài Gòn bây giờ cũng thiếu thiếu rất là, không phải ai cũng mua được hết. Cái này lật ngọt luôn nè, nhà cửa này nọ ha. Đây có Sài Gòn Pearl World, Sài Gòn Pearl World, cũng một khu nhà giàu khác. Nhưng mà nhà muốn đi cái landmark ha, những cái giàu nhất đi. Dầu vừa vừa mình coi sao ha, cái dầu nhất trước bên trái là Remain như vậy, còn nhà ngày xưa bây giờ là không phải là nhất cái khu này rồi, không phải dầu nhất ha, ở khu vực là mặt 51. Vừa tới cái đường dạo vô thì đường đây là đường Nguyễn Hữu Cảnh đó vậy, chưa ông cái tên gì hả, ta là Nguyễn Hữu Cảnh. Nhất Sài Gòn luôn. Nhà cao cấp sang trọng ha, nó sẽ còn vậy là khuôn viên rất là đẹp, những tòa nhà cao sang nhìn dưới ha, cao sang nhìn dưới quá đẹp ha. Đó, ai cũng được khẩu trang hết về, khẩu trang ha. Nếu như nhà nghèo thì xài khẩu trang loại nghèo hoặc khẩu trang vải, nhà giàu có lẽ là họ xài cái khẩu trang ở nước ngoài nhập về á vậy. Ở đây có cái bệnh viện đó nè, bệnh viện cho người giàu, bệnh viện quốc tế Vinmec Central Park, không biết làm sao ha, nhà giàu cũng khóc dịch bệnh mà. Đến đây con chạy dưới luôn hả vậy, chạy lòng vòng ngắm nhìn cảnh luôn, ở trong khu nhà giàu đó sao. Nhà giàu người ta sợ, người ta còn trang bị dữ dằn hơn nữa, tại giàu mà. Đây là xe phục vụ ha, những công việc trong đây, những xe làm gì nó để chữ CNC. Giàu sướng ha, giàu lúc nào cũng có nhiều lựa chọn hơn nghèo, nghèo thật khổ lắm này ơi. Phải có cửa hàng Vinmart tiện lợi, vậy thôi. Cho chiếc xe hơi này chạy trước đây. Ôi, nhớ thấy nhiều người đeo khẩu trang lắm vậy. Mấy anh Grab cũng đeo khẩu trang luôn. Mấy nghe nói cái công viên 500 tỷ nữa vậy, hôm nay nó vắng dữ lắm. Do người ta sợ dịch á, nên là cái chỗ đông người này nọ đó, ta cũng ngại ra đây ha. Chứ bình thường á, ở ngoài đây lúc nào cũng đông hết.
Ở trên đây có cái cầu nữa vậy, này cũng vắng quá. Nó vậy thấy không? Cầu ha. Lên mạc 81 Sài Gòn. Nó vậy thấy không? Tòa nhà rất là dữ luôn. Lên mạc 81. Wow, cao quá. Rất là dữ ha. Mà giàu hay nghèo thì người ta cũng sợ đó, trước dịch bệnh mà. Rất là đẹp luôn ha, những tòa nhà ở trong đây. À, để đây đường nào nữa đây, không có vòng xoay hả? Còn cho chiếc xe hơi này nó chạy đây, nó quẹo qua cái vòng xoay đây. Chạy ha, chạy qua luôn, ghi hình tiếp của quý chị xem. Hôm nay nhìn thấy xe đẹp nhiều lắm quý vị ơi, xe đẹp, xe sang không. Rồi vậy là nhiều người đeo khẩu trang, ai cũng sợ hết. Rồi, thấy không? À, bây giờ tìm cái lối ra đây. Dạo người nước ngoài đó nè, nhà giàu cũng khóc ha. Ngày xưa người ta có câu nhà giàu cũng khóc, đó chắc có lẽ là khóc vì tình đó vậy, còn giờ khóc vì dịch bệnh. Nhà giàu thì cũng khóc ráo hết, giàu thì sợ hơn. Tại nghèo mà đâu có gì để sợ. À, đường đi ra ngoài có xe này nó vào. Đi ra ngoài kìa. Lâu lâu đi khu nhà giàu một bữa ha, để hình cho bà con mình xem khác lạ như thế nào. Đó, đi ra ngoài đường lại nữa vậy, đi ra ngoài đường lại ha. Wow, rồi cảm ơn cô chú chị nhiều nha.